Cô xin chào tất cả các em đến với tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Các em thân mến, ở tiết trước chúng ta đã được học về bài 39 Kinh tế Bắc Mỹ phần tiếp theo. Vậy trước khi đi vào bài học mới ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra lại bài cũ. Các em hãy chọn đáp án đúng nhất cho những câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Đặc điểm khái quát nhất của nền công nghiệp các nước Bắc Mỹ là A. Cơ cấu ngành đa dạng phân bố rộng khắp Bắc Mỹ B. Nền công nghiệp hiện đại phát triển với trình độ cao, đặc biệt là Hoa Kỳ và Canada C. Xuất hiện vành đai mặt trời Hay D. Có các ngành luyện kim màu, sản xuất ô tô, khai thác khoáng sản, chế tạo máy móc tự động Như vậy, Đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án B. Đặc điểm khái quát nhất của nền công nghiệp các nước Bắc Mỹ là nền công nghiệp hiện đại phát triển với trình độ cao, đặc biệt là Hoa Kỳ và Canada. Câu 2. Cho bản số liệu cơ cáo tổng sản phẩm trong nước GDP theo ngành của Canada năm 2001 và năm 2015. Quan sát bản số liệu các em hãy cho biết vậy năm 2015 so với năm 2001, tỷ lệ ngành dịch vụ của Canada trong cơ cấu GDP như thế nào? A. tăng 2,3%. B. tăng 70,3%. C. tăng 1,1%. Hay D. giảm 3,4%. Như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án A tăng 2,3%. Câu 3, Cô ba, theo em, Việt Nam có những điểm tương đồng như thế nào với Mexico khi tham gia các hiệp định mậu dịch tự do? A. đều là nước có nền kinh tế phát triển. B. đều có thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ. C. đều có thế mạnh về nguồn tài nguyên phong phú. Hay D cả B và C đều đúng. Như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án D, cả B và C đều đúng. Câu 4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ của tác là NAFTA có ý nghĩa như thế nào với các nước Bắc Mỹ? A. cái thế mạnh của ba nước tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. B. Hoa Kỳ chiếm phần lớn kim ngạch xuất khảo và vốn đầu tư nước ngoài vào Mexico. C. Cạnh tranh hòn hóa với châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. 2D. Hoa Kỳ chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khảo của Canada. Như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án A. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ, của tác là NAFTA, được thành lập nhằm kết hợp thế mạnh của ba nước, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Các em thân mến, tiếp theo bài 39 là bài 40, thực hành, tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng công nghiệp vành đai mặt trời. Nhưng bài này trong phong phố chương trình mới nhất có giảm tải, nên các em tự làm bài này vào vỡ nhé. Bây giờ các em hãy quan sát những hình ảnh sau và cho cô biết đây là vùng đất nào. Hình ảnh đầu tiên, đây là hình ảnh về con sông Amazon. Đây là con sông có chiều dài lớn nhất và lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Tiếp theo là hình ảnh về nhà lãnh tụ của Cuba Fidel Castro. Đây là nhà lãnh tụ cách mạng lỗi lạc, một biểu tượng cho tinh thần kiên cường đấu tranh giành độc lập trang suốt những năm tháng hoạt động chính trị, lãnh đạo phong trào cách mạng của Cuba. Ông luôn dành cho đất nước và con người Việt Nam nhiều tình cảm ấm áp, nồng hậu. Ông là lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Tiếp theo là hình ảnh về kênh đào Panama. Kênh đào này cắt ngang eo đất Panama của Trung Mỹ, nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Tiếp theo là hình ảnh về đội tuyển bóng đá Brazil. Brazil là đội tuyển bóng đá thành công nhất trên thế giới hiện nay với 5 lần giành vị trí số 1 ở giải vô địch bóng đá thế giới do FIFA tổ chức. Như vậy, các em thân mến, những hình ảnh trên là những hình ảnh về những địa danh và con người tiêu biểu của khu vực Trung và Nam Mỹ. Đây là một không gian địa lý rộng lớn. Phần lớn lãnh thổ nằm trong đới nóng, nên thiên nhiên Trung và Nam Mỹ rất phong phú và đa dạng. Do vị trí khu vực trải dài trên nhiều vĩ độ nên có yếu tố trong tự nhiên có sự phân hóa rất phức tạp. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét đặc trưng của thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Các em ghi bài vào vở. Tiết 46, bài 41 Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ khái quát tự nhiên. Đầu tiên, các em hãy quan sát hình 41.1 lượt đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ. Các em hãy cho biết khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm những bộ phận nào. Như vậy, kết hợp với việc quan sát lượt đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ hình 41.1, Kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa, các em có thể thấy được rằng khu vực Trung và Nam Mỹ gồm có 3 bộ phận. Thứ nhất là eo đất Trung Mỹ. Thứ hai là các quần đảo trong biển Caribe. Chúng ta sẽ tìm hiểu về quần đảo Antilles. Bộ phận thứ ba là toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Như vậy, khu vực Trung và Nam Mỹ gồm eo đất Trung Mỹ, các quần đảo trong biển Caribe và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Các em ghi nội dung này vào vở. Vậy và khu vực này có diện tích là bao nhiêu? Thì khu vực Trung và Nam Mỹ có diện tích là 20,5 triệu km vuông, kể cả đất hải đảo. Tiếp theo, các em hãy quan sát lại lượt đồ tự nhiên châu Mỹ. Hãy cho biết Trung và Nam Mỹ tiếp giáp với các biển và đại dương nào. Thì quan sát lược đồ tự nhiên châu Mỹ, các em có thể thấy được rằng khu vực Trung và Nam Mỹ phía tây giáp với Thái Bình Dương phía đông giáp với biển Caribe và Đại Tây Dương. Đây là hình ảnh về vùng biển Caribe. Còn đây là hình ảnh về kênh đào Panama. Kênh đào này cắt ngang eo đất Panama của Trung Mỹ, nối liền giữa hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về eo đất Trung Mỹ và quần đảo An Tây. Đây là lược đồ tự nhiên khu vực eo đất Trung Mỹ và quần đảo An Tây. Các em hãy quan sát hình và kiến thức đã học cho biết eo đất Trung Mỹ và quần đảo An Tây nằm trong môi trường nào các em biết các em thân máy chúng ta đã học trong chương trình học kỳ 1 thì trái đất được chia ra làm ba đới là đới nóng đới ôn hòa và đới lạnh như vậy quan sát hình bản đồ thế giới chúng ta có thể thấy được rằng eo đất trung mỹ và quần đảo an tây nằm trong môi trường đới nóng bây giờ các em hãy quan sát hình các đai khí áp và các loại gió chính trên trái đất Em hãy cho biết loại gió thổi quanh Nam ở đây là gió gì, thổi theo hướng nào. Như vậy, loại gió thổi quanh Nam ở khu vực eo đất Trung Mỹ và quần đảo An Tây là gió tiến phong, thổi theo hướng Đông Bắc. Các em ghi bài vào vở Về eo đất Trung Mỹ và quần đảo An Tây, thì phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tiến phong Đông Bắc thổi thường xuyên. Tiếp theo, quan sát lượt đồ tự nhiên của khu vực eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anty. Em hãy cho biết đặc điểm địa hình của eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anty. Như vậy, eo đất Trung Mỹ là nơi tận cùng của hệ thống cốc điê ở Bắc Mỹ, có núi cao chạy dọc eo đất và hiện nay vẫn còn nhiều núi lửa hoạt động. Còn quần đảo Anty là một vòng cung cùng vô số các đảo lớn nhỏ, kéo dài từ cửa vịnh Mexico đến bờ đại lục Nam Mỹ, bao quanh biển Caribe. Như vậy các em chú ý trên màn hình. Đây là eo đất Trung Mỹ. Khu vực này là eo đất Trung Mỹ. Còn đây là quần đảo Anti các em ghi bài vào vở. Eo đất trung mỹ là nơi tận cùng của hệ thống copy A. có nhiều núi lửa hoạt động. đồng bằng thì nhỏ hẹp ở vang biển còn quần đảo an tây thì gồm vô số các đảo lớn nhỏ bao quanh biển caribe các đảo có địa hình núi cao và đồng bằng vang biển tiếp theo các em hãy quan sát hình lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ và cho biết lượng mưa ở đây phân bố ra sao, từ đó cảnh quan khu vực có đặc điểm như thế nào. Các em thân mến, phía đông của eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti là có sườn núi đắng gió tiếng phong thổi thường xuyên từ biển vào. Cho nên ở đây mưa nhiều hơn so với phía Tây. Như vậy, phía đông eo đất Trung Mỹ và phía đông của các đảo có mưa nhiều nên rừng rậm nhiệt đới phát triển, còn phía tây ít mưa nên phát triển cảnh quan savan, rừng thưa và cây bụi. Đây là hình ảnh về cảnh quan savan, cây bụi. Đây là hình ảnh về cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm. Hai cái cảnh quan này chúng ta đã được học trong chương trình địa lý lớp 7 học kỳ 1. Như vậy, khí hậu và thực vật ở đây có sự phân hóa từ đông sang tây. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu về khu vực Nam Mỹ. B nhỏ khu vực Nam Mỹ. Kem quan sát lực đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, hình 41.1 trong sách giáo khoa. Hãy cho cô biết khu vực Nam Mỹ có máy khu vực địa hình. Như vậy, quan sát lực đồ tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ, chúng ta có thể thấy được rằng có trúc địa hình Nam Mỹ gồm có 3 khu vực địa hình. Phía tai là hệ thống núi trẻ Andes. Ở giữa là các đồng bằng. Phía đông là các sơn nguyên. Đây là hình ảnh về vùng núi Andes ở phía tây lục địa Nam Mỹ. Qua những hình ảnh này, chúng ta có thể thấy được rằng Andes là một hệ thống núi trẻ cao, đồ sộ với nhiều đỉnh sắc nhọn. Các em ghi bài vào vở thì khu vực Nam Mỹ gồm có 3 khu vực địa hình. Thứ nhất là hệ thống núi trẻ Andes ở phía Tây. Đây là miền núi trẻ cao và đồ sộ nhất châu Mỹ. Độ cao trung bình từ 3.000m đến 5.000m. Sang kẽ giữa các dãy núi là thung lũng và cao nguyên thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam và từ thấp lên cao rất phức tạp. Tiếp tục, các em hãy cho biết các đồng bằng ở giữa có đặc điểm gì? Thì quan sát lục đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ, các em có thể thấy được rằng ở giữa lục địa Nam Mỹ là một chuỗi các đồng bằng nối tiếp nhau từ Bắc xuống Nam phía bắc là đồng bằng Orinoco hẹp và nhiều đầm lầy. Tiếp đến là đồng bằng Amazon rộng và bằng phẳng nhất thế giới. Phía Nam có đồng bằng Pampa và đồng bằng La Plata. Địa hình cao dần về phía tay của dãy Andes. Đây là vựa lúa và vùng chăn nuôi lớn của Nam Mỹ. Các em ghi bài vào vở. Các đồng bằng ở giữa, phía bắc là đồng bằng Orinoco Hẹp và nhiều đồng lại. Tiếp đến là đồng bằng Amazon, rộng và bằng phẳng nhất thế giới. Phía nam có đồng bằng Bamba và đồng bằng La Plata. Đây là hình ảnh về đồng bằng Amazon. Thì đồng bằng Amazon kéo dài từ chân núi của dãy Andes đến bờ Đại Tây Dương theo hướng từ Tây sang Đông với diện tích khoảng 5 triệu km vuông là đồng bằng lớn nhất trên địa cầu. Trên đồng bằng này, sông chảy êm đềm, uống khúc và để lại nhiều khúc sông cháy, nhiều đảo cá, nhiều hồ và đầm lầy, cho nên phần lớn đồng bằng chưa được khai thác, dân cư rất thưa thớt, chủ yếu tập trung ven theo hai bờ mạng lưới sông ngồi ở đây dài đạt, đặc biệt là con sông Amazon, sông có chiều dài lớn nhất và có lưu lượng nước lớn nhất trên thế giới. Ở đây phát triển rừng rập ẩm ướt xanh quanh năm. Còn đây là hình ảnh về đồng bằng Bamba. Thì toàn bộ đồng bằng Bamba là một thảo nguyên rộng mênh mông, có diện tích khoảng 750.000 km vuông. Đồng bằng Bamba bao trùm lên một số tỉnh của Argentina, toàn bộ đất nước Uruguay và một phần phía nam của bang Rio Grande của Brazil. Đây là hình ảnh về đồng bằng La Plata, nơi có cửa sông La Plata đổ rời biển. Tiếp theo, quan sát lại hình bóng 1.1 lược đồ tự nhiên trung và nam mỹ hãy cho biết đặc điểm địa hình phía đông của khu vực nam mỹ như vậy quan sát lược đồ tự nhiên trung và nam mỹ các em có thể thấy rằng ở phía đông của khu vực nam mỹ là các sơn nghiêng. có hai sơn nghiêng lớn là sơn nguyên guyana có sơ nguyên guyana ở phía đông bắc và sơn nghiêng Brazil ở phía đông nam. Thì sơn nghiêng Guyana được hình thành từ lao đời và bị bào mòn mạnh trở thành một miền đồi và núi thấp xen các thung lũng rộng. Còn sơn nghiêng Brazil cũng được hình thành từ lâu nhưng được nâng lên bề mặt bị cắt xẻ. vì phía đông sơn nghiêng có nhiều dãy núi khá cao xen các cao nghiêng núi lửa, đất tốt, khí hậu nóng và ẩm ướt đang rừng cai phát triển rộng rạp. Các em ghi bài các sơn nghiêng phía đông. bao gồm có sơn nghiêng Guyana ở phía đông bắc và sơn nghiêng Brazil ở phía đông nam. Đây là hình ảnh về thác nước hai tờ trên sơn nghiêng Guyana. Còn đây là hình ảnh về sơn nghiêng Brazil. Sơn nghiêng này rất rộng và bằng phẳng. Như vậy, các em ghi bài nội dung của phần khu vực Nam Mỹ vừa vỡ. Các em thân mấy, như vậy chúng ta đã học về đặc điểm địa hình của Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Bây giờ các em hãy cho cô biết đặc điểm địa hình Bắc Mỹ và Nam Mỹ có điểm gì giống và khác nhau. Trước hết, chúng ta nhớ lại kiến thức cũ mà chúng ta đã được học về cấu trúc địa hình của Bắc Mỹ. Thì Bắc Mỹ được chia ra làm ba khu vực địa hình chính. Ở phía tây là hệ thống núi trẻ Tappi. Ở giữa là đồng bằng trung tâm. phía đông là dãy núi già Appalach và sơ nghiêng trên bán đảo Labrador. Còn Nam Mỹ thì cũng có ba khu vực địa hình như lúc nãy chúng ta vừa mới học. Phía tài là phía tây là dãy núi trẻ Andes. Ở giữa là các đồng bằng nối tiếp nhau từ Bắc xuống Nam. Phía đông là sơ nghiêng Guyana và sơ nghiêng Brazil. Như vậy, các em hãy cho cô biết những điểm giống nhau và khác nhau về cấu trúc địa hình giữa hai khu vực này. Như vậy, về giống nhau, thì cấu trúc địa hình tương tự nhau đều chia làm 3 phần núi trẻ phía tây đồng bằng ở giữa và sơn nguyên ở phía đông điểm giống nhau này người ta gọi là giống nhau về cấu trúc địa hình địa hình thì kéo dài theo chiều kinh tiến còn điểm khác nhau giữa hai khu vực bắc mỹ và nam mỹ thì các em quan sát bản kiến thức sau khác nhau thứ nhất thì ở phía đông bắc mỹ là dãy núi già Appalach và sơn nguyên trên bán đảo labrador còn ở Nam Mỹ phía Đông là các sơn nghiêng là sơn nghiêng Guiana và sơn nghiêng Brazil. Như vậy phía Đông Bắc Mỹ có núi già, còn phía Đông của Nam Mỹ chỉ là hai sơn nghiêng. Điểm khác nhau thứ hai là ở khu vực ở giữa. Thì ở giữa Bắc Mỹ là có đồng bằng trung tâm cao ở phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần về phía Nam và Đông Nam. Còn ở giữa của Nam Mỹ là một chuỗi các đồng bằng nối tiếp nhau từ Bắc xuống Nam gồm có đồng bằng Orinoco, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata và đồng bằng Bamba. Các đồng bằng này đều thấp, trừ đồng bằng Bamba cao ở phía nam. Điểm khác nhau thứ ba là ở phía tai. Phía tai của Bắc Mỹ là hệ thống Cordillera. Đây là hệ thống núi có độ cao trung bình thấp hơn so với hệ thống núi Andes, nhưng hệ thống Cordillera chiếm diện tích rộng hơn. Hệ thống Cordillera chiếm gần một nửa diện tích Bắc Mỹ. Còn ở phía Tây của Nam Mỹ là hệ thống núi trẻ Andes. Đây là hệ thống núi cao và đồ sộ nhất châu Mỹ, nhưng mà nó chiếm diện tích hẹp hơn so với hệ thống Copia ở Bắc Mỹ. Như vậy là chúng ta đã học xong bài học ngày hôm nay. Sau bài học này các em cần nhớ khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm eo đất Trung Mỹ quần đảo Anti và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tiến phong thổi thường xuyên, khí hậu và thực vật thay đổi từ đông sang tây. Còn lục địa Nam Mỹ có 3 khu vực địa hình: hệ thống núi trẻ Andes ở phía tây, các đồng bằng ở giữa và các sơn nghiêng ở phía đông. Bây giờ trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, Chúng ta hãy làm một bài tập nhỏ để củng cố lại những kiến thức trai nhé. Bây giờ các em hãy nối các ý trong bảng sau thành kiến thức chuẩn xác. Cột bên trái là các khu vực địa hình, cột bên phải là đặc điểm của các khu vực địa hình. như vậy phía tây của lục địa Nam Mỹ là hệ thống núi trẻ Andes cao và đồ sộ nhất châu Mỹ. Quần đảo Ban Tây là một vòng cung gồm nhiều đảo lớn nhỏ bao quanh biển Caribe. Ở giữa lục địa Nam Mỹ là các đồng bằng nối tiếp nhau từ bắc xuống nam lớn nhất là đồng bằng Amazon. Eo đất Trung Mỹ đó là nơi tận cùng của hệ thống Cordillera có nhiều núi lửa hoạt động. Còn phía đông của lục địa Việt Nam Mỹ gồm có Sơn Nguyên, Brazil và Sơn Nguyên, Guyana.